Chào mọi người. Bây giờ mình sẽ ngồi chờ các bạn khán giả cũng như là Mini X vào xem buổi livestream ngày hôm nay nha. Không biết là mọi người đã ăn cơm xong chưa nhờ, và đã dục dịch online, và có nhớ cái hẹn ngày hôm nay với Min không ta? Bắt đầu có những người đầu tiên rồi, và là những cái tên rất là quen thuộc, là những Mini X rất là quen thuộc với Min, đó là em Cúc Trung, Trung Hiếu. Và cũng xin chào các khán giả kênh 11 nữa, rất vui được gặp mọi người. Và xin chào Bùi Ngọc Thúy, xin chào Mỹ Hạnh. Đang có rất là nhiều người đã bắt đầu vào xem rồi, và mình sẽ bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay nha. Như mọi người cũng đã biết rằng là chúng ta đang sống trong một cái kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử đối với mình luôn á, rất là dài vì virus Covid-19. Và tuy là mình phải hạn chế việc ra đường và phải hàng ngày ở trong một cái không gian bốn bức tường như thế này, nhưng mà không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ có một cuộc sống tẻ nhạt, đúng không? Mà mình sẽ nghĩ ra thật là nhiều trò để có thể thứ nhất là chăm sóc bản thân tốt hơn này, có thời gian cùng với cả gia đình này, hay là học một cái gì mới này. Có rất là nhiều thứ rất là hay để chúng ta có thể làm trong cái dịp mà đang rảnh rỗi như thế này. Đối với mình ý, thì đây là một khoảng thời gian rất là hoàn hảo để mình có thể sống chậm lại một chút xíu, nhìn lại bản thân mình một chút xíu, xem là mình đã làm những gì và muốn làm tiếp những cái gì. Đồng thời cũng là một khoảng thời gian để mình có thể lau dọn nhà cửa, vì phòng mình thì thường hay rất là bừa mỗi khi đi diễn xong, hay là để nói chuyện với cả bố mẹ nhiều hơn. Đấy cũng chính là lý do ngày hôm nay mà Min làm cái livestream này cùng với mọi người, để có thể gặp gỡ mọi người một lần nữa sau buổi livestream lần trước. Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau ở đây. Và đây cũng là một cái gọi là một cái nguyên nhân vì sao mà Min đã cùng với cả kênh 14, đồng hành cùng kênh 14 livestream ngày hôm nay, với mong muốn là tạo nên một cái nguồn năng lượng thật là tích cực cho mọi người và cho cộng đồng nữa. Và đây là chương trình Tôi Ở Nhà Bạn Cũng Thế, là chuỗi các hoạt động online mang tính chất giải trí của kênh 14, bao gồm bộ ba là Hôm Nay Làm Gì Nhỉ, Radio Live Concert, Stay Home Confession, và mong muốn là mang đến cho mọi người cái sự đơn giản, một sự lạc quan với chương trình Tôi Ở Nhà Bạn Cũng Thế. Và tất cả chúng ta dù phải ở nhà hay là không thì vẫn có thể hạnh phúc và vẫn có thể vui vẻ với nhau. Và ngay bây giờ đây thì mình sẽ bắt đầu buổi Radio Live Concert cùng với tất cả mọi người, cùng với cả khán giả của kênh 14 nữa. Và ca khúc đầu tiên mà mình muốn tặng mọi người cũng là một bài hát rất là nổi tiếng, mà nó không phải là của mình nha. Mọi người đoán là bài hát của ca sĩ nào không ạ? Bài hát này có 3 từ. Dễ dàng lắm. Đây là một bài hát mà một nghệ sĩ, một đàn em là con trai đã từng hát, và đây là bản hit của anh ý. Và cái người nghệ sĩ này thì mình đã từng hợp tác rất là nhiều lần rồi. Mọi người đoán ra được là ca khúc gì không ạ? Ok. Có vẻ như là mọi người chưa đoán được ra đúng không? Có vẻ như chuyện nào đó được ra, nên là mình sẽ tự bật mí các khúc đầu tiên trong chuỗi bài hát ngày hôm nay mình muốn tặng mọi người, đó chính là Sau Tất Cả Mình Lại Trở Về Với Nhau. Ok, sau đây sẽ là Sau Tất Cả để tặng mọi người ạ. Let's go. Chờ nhạc lên nha. Vì này, có ai ở nhà thuộc thì hát với mình nhé, thật to lên nhé, hát thật to luôn nhé. Mình trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, ta-da, mình sẽ bật nhạc lại nha. Để yên từng từng, để yên thôi. Chuẩn bị này, đã có hơn 2.000 người đang xem rồi, không biết trên kênh mình thế nào. Ok. Vì với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả,
con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hờn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong em từng ngày, vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mà khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Ok, lời hai đến giờ này mọi người hát to lên đấy nha, mặc dù mình không nghe được mọi người nhưng mà vẫn phải hát đấy. Sau tất cả mình là chừng lối đi, đoạn đường ta có nhau bàn tay nắm chặt bấy lâu. Sau tất cả mình cùng nhau sẽ chia muộn phiền, không thể khiến đôi tim nhạt nhòa và ta lại gần nhau hơn nữa. Sẽ có lúc đôi ta giận hờn, thầm trách nhau không một ai nói yêu gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sẽ quá dài, để khiến em nhận ra mình cần anh hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong em từng ngày, vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau, giữ chặt bàn tay mình cùng nhau đi hết bao tháng ngày. Mọi điều gian khó ta luôn vượt qua, để khiến ta nhận ra mình. Tình yêu cứ thế đong đầy trong em từng ngày, vì quá yêu anh nên không thể làm gì cả. Mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mà khó khăn cũng chỉ là từ anh. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã cổ vũ cho mình trong lúc mình hát. Sau tất cả, không biết là mọi người nghe xong các khúc này thì có thấy vui hơn không, có thấy thích không thì hãy comment cho mình biết nha. Ok. À, đã có gần 3.000 người đã xem rồi. À, không biết mọi người đang ở nhà làm gì nhỉ? Như Min thì Min đang làm cùng với cả đang ở cùng với cả mọi người để gửi tặng mọi người những ca khúc của mình. Tại vì ngoài việc Min thích nhất là làm, là hát và nhảy thì Min sẽ dành những thời gian còn lại để làm gì ta? Để Min sẽ học nấu ăn. Bây giờ thì Min rất là thích làm bếp nên là sẽ thi thoảng có thời gian thì sẽ làm bánh và làm những cái món ăn dễ dễ còn ngọt để gọi là tự giải trí bản thân mình trong những ngày như thế này. Và mọi người ơi, ngoài ngày hôm nay ra ngoài gửi tặng mọi người những ca khúc của mình ra thì Min sẽ còn có nhận được những cái confession từ các bạn khán giả, các bạn độc giả và các bạn sẽ chia sẻ những cái câu chuyện mà mọi người thường thì các bạn ở nhà sẽ làm như thế này, làm gì trong thời gian bắt buộc phải ở trong nhà như thế này. Bây giờ mình sẽ đọc thử cái confession đầu tiên trong ngày hôm nay nha. Confession 1 được gửi đến cho tôi, nhà bạn cũng thế, qua fanpage của kênh 14.vn.
Nhờ có suggest list của tôi nhà bạn cũng thế, khiến mỗi ngày của tớ siêu vui và thú vị. Tớ nhận ra chỉ cần động tay động chân một chút thì việc biến ngôi nhà thành nhà hàng, phòng gym hay rạp chiếu phim đều ok la luôn. Không biết có Minis nào như thế không nhở? Thế nhưng các cậu ơi, có cách nào để mang quán nhậu vào nhà không? Bạn ý hỏi như vậy. Các cậu suggest cho tớ với. Thèm nghe tiếng cụng ly chăn chát cùng lũ bạn mà chẳng biết làm sao bây giờ. Hu hu. Ok, Mi không biết tên của bạn này. Thế nhưng mà Mi cũng đã từng, cũng từng rất là bứt rứt và muốn tụ tập cùng bạn bè rồi, tại vì mình đã có cái thói quen như vậy rồi á. Thì khi mà mình bắt buộc phải ở nhà thì bản thân mình cũng nói chung là ngứa chân ngứa tay lắm, cũng muốn được ra ngoài đường và rất là muốn được gặp gỡ lại các bạn bè của mình này, rồi đi ăn thịt nướng, đi uống nước, đi ăn, gọi là đi ngồi những cái hàng quán ở vỉa hè á. Nhưng mà Min đã tìm ra một cách để giải quyết vấn đề này, đó chính là nhậu online. Bây giờ chúng ta có vẫn có internet đúng không? Thật sự may mắn là chúng ta vẫn có internet và vẫn có thể kết nối với nhau bằng internet. Vì vậy mà mình sẽ rủ những bạn bè của mình, hẹn bạn bè của mình này, ok, ngày giờ tháng như thế này chúng ta sẽ cùng nhau online và cùng nhau FaceTime để có thể gặp gỡ nhau qua mạng, đánh như vậy vậy. Và mình sẽ xét ngay một kèo nhậu cùng với cả lũ bạn để vừa cùng nhau tám chuyện, vừa cùng nhau mở những lon nước rất là sảng khoái và cùng nhau uống nhậu buôn chuyện suốt đêm. Như bây giờ đây, như mình đang livestream với cả Miniax đây, mình sẽ, chúng ta sẽ nhậu online với nhau ngay bây giờ nhá. Cùng mình cả ly chang yo, 1 2 3 yo. Nhìn hơi tự kỷ một tí nhưng mà đây là cách duy nhất để chúng ta có thể có niềm vui vào những ngày mà bắt buộc phải cách ly tại gia như thế này. Wow, thật ra á, nhậu online thì cũng có những cái khía cạnh rất là hay ho của nó, vì nó cũng khá là chill đấy chứ, đúng không? Mỗi khi mà mình được có cơ hội để mà ngồi thư giãn như thế này thì mình sẽ nghĩ ngay đến một bài hát mỗi cả một rapper nào mà mình đã từng hợp tác trong năm 2019 vừa qua. I just wanna chill with you tonight and all the sorrow left behind. Sometimes I feel lost in the crowd. Life is full of ups and downs, hey. But it's alright, I feel peaceful inside. Yeah. Và mọi người nhận ra bài hát đó chưa ạ? Đó chính là bài này chill fit. Cùng cả rapper Dan Vo. Wow. Ok. Vừa rồi là một confession đầu tiên mà chúng ta đã đọc ngày hôm nay. Thì bây giờ tiếp tục đến chương trình live show, mini live show của Min tại ngay chính nhà của mình. Và bài hát thứ hai thì mọi người muốn yêu cầu ra bài hát gì? Hãy comment cho Min biết. Bạn uống xong thì cho em order bài Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi nha chị Min yêu. Bài này chiêu phết, bài này chiêu phết. Rất là nhiều bạn comment bài này chiêu phết, nhưng mà hiện tại thì vì Min phải live stream một mình mà Dan phần hát của Dan rất là nhiều, cho nên là mình sẽ không thể nào trình bày hát tặng mọi người và là chịu hết được. Nên là mình đã nghĩ đến một ca khúc mà vừa rồi mình có chơi thử cái 100 songs challenge và mình không thể nào nhớ được bài hát của chính mình. Nên là hôm nay thì mình sẽ phục thù bằng cách là gửi tặng mọi người ca khúc mà mình dường như là quên mất trong cái 100 song challenge đó. Bài hát này mang tên là Luôn Bên Anh. Xin mời thưởng thức ạ. Let's go. Thì có thể cho nhạc vang lên một chút xíu được không ạ? Ok. Từng ngày qua anh đã đi rất xa, để lại mình em trong đêm buồn tênh, chỉ em với em. Tại vì sao anh ở nơi chốn nào mà tìm em luôn mơ về anh như phút ban đầu. Anh có thấy những lúc em đau, anh có thấy những lúc em buồn, mơ về anh từng giờ mong chờ anh thân
rằng em nhớ anh. Trong đêm mình mơ về anh, bao đêm thầm mơ về anh. Biết anh người có chuyện biết về bao buồn vui mà em đã qua. I wanna get your love, I want you to let go, 'cause I believe. Và nếu như anh buồn, em sẽ luôn bên anh. Và nếu như anh cần, em sẽ là đôi cánh giữa nơi khung trời, giúp anh bay xa. Dù bao giông tố mãi luôn vượt qua. Tháng năm trôi hoài, anh đừng đi bên ai. Vì chính anh là người sẽ chở che em mãi. Dù đêm bao xa, dù đêm bao lâu, yeah. Thì ở đằng sau anh vẫn luôn là bóng dáng ai đó mặc trong về anh. Hey, yeah. Nếu một ngày nào đó anh chợt bước đi, thật lòng chẳng biết em sẽ nghĩ gì. Anh mang đi bao nhiêu lời ca, để đi chung em cũng sẽ xa mà rồi. Và nếu cùng hát được không ạ? Cuộc đời này sẽ chẳng còn màu xanh vì em đã top that. Chẳng cần đôi giày cao gót, em vẫn là cô gái on top. Và chẳng cần son môi hay thêm phấn. Yeah. Yeah. Hey, yeah. Và nếu như anh buồn, em sẽ luôn bên anh. Và nếu như anh cần, em sẽ là đôi cánh giữa nơi khung trời, giúp anh bay xa. Dù bao giông tố mãi luôn vượt qua. Tháng năm trôi hoài, anh đừng đi bên anh. Vì chính anh là người sẽ chở che em mãi. Dù đêm bao xa, dù đêm bao lâu, thì ở đằng sau anh vẫn luôn là em là một giai điệu anh cần viết. Em xóa đi hết đêm đêm, em khiến bài hát có tên. Em khiến cả mộng mơ nào lại thao thức trong bao nhiêu tên. Phim nào lại rơi bên thềm, mong rộng mưa ru em vào giấc ngủ em. Kẻ yêu đơn phương lá. I make you smile, make you fly, make you high, boy. I make you smile, make you fly, make you high, girl. I'm gonna treat you right, yeah. Mình thấy là khá nhiều bạn ở đây không nghe là thuộc bài hát này, nên là đến tiếng thứ ba thì mình hát thật to cùng mình nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chiêu phép tại gia luôn. Na 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 na. Ok, sing it, sing it. Và nếu như anh buồn, em sẽ luôn bên anh. Và nếu như anh cần, em sẽ là đôi cánh giữa nơi khung trời, giúp anh bay xa. Dù bao giông tố mãi luôn vượt qua. Trong lúc trôi hoài, anh đừng đi bên anh. Vì chính anh là người sẽ chở che em mãi. Dẫu đêm bao xa, dẫu đêm bao lâu, thì ở đằng sau anh vẫn luôn là bóng dáng ai đó mặc trong về anh. It's like, babe. Oh yeah. I could be your love, baby. Come to me. Woo! Và vừa rồi là luôn bên anh. Xin cảm ơn mọi người đã lắng lại cùng xem và cùng nghe mình trong radio radio live concert ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp đến confession thứ hai trong ngày hôm nay. Mình sẽ đọc confession của bạn ý lên cho mọi người cùng nghe nhé. Và tiếp tục, đây là một confession được gửi từ độc giả đến từ fanpage của kênh 14.vn. Nghiệp quật là có thật cả nhà ạ. Em vốn là cô gái ăn hàng chính hiệu vì em không biết nấu ăn, thậm chí ghét nấu ăn và cũng khá lười nữa. Thế nhưng ai ngờ khi Covid xuất hiện, em trở thành một fan yêu bếp chính hiệu, còn dành đến mức trang trí món ăn không thua gì nhà hàng. Có bác nào trở thành đầu bếp bất đắc dĩ mùa dịch như em không?
Bản thân Min thì không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng mà Min thì nghĩ rằng là tất cả chúng ta, đa số các cô gái đều trở thành những đầu bếp, những người đảm đang hơn trong những ngày tránh dịch như thế này. Ví dụ như là Min bình thường đi diễn á, thì sẽ không bao giờ tự mình vào bếp nấu ăn, mà sẽ nhờ mẹ nấu những cái món, chuẩn bị những cái bữa ăn cho mình khi đi diễn. Nhưng mà những ngày như thế này thì Min lại có thêm thời gian để nghĩ xem là mình muốn ăn những cái món gì, và mình sẽ tự tay làm những cái món đó. Như nãy Min vừa nói thì Min rất thích làm bánh, nên là đây là khoảng thời gian rất là tuyệt vời để Min có thể trau dồi lại những cái kỹ năng làm bánh mà Min đã làm thất lạc khi mà quay trở lại từ lúc mà đi Đức du học. Và đây Min cũng thấy là một cái mặt rất là tích cực của việc phải ở nhà. Vì đấy, khi mà chúng ta có rất là nhiều thời gian như này thì chúng ta có thể dành nó trọn vẹn cho chính bản thân mình cũng như là những cái thành viên khác trong gia đình nữa. Bình thường thì mình sẽ đi diễn rất là nhiều, rồi thật ra không có nhiều thời gian để mà ở nhà cùng với cả mẹ như thế này. Nên là những lúc như này thì cũng có một cái mặt tích cực, đó chính là mình có thời gian nhiều hơn cho chính mình cũng như là cho người thân, cho bạn bè nữa. Nên là Min mong rằng là các bạn đang xem Radio Live Concert của Min thì cũng sẽ bỏ qua những điều tiêu cực, mà chúng ta sẽ cố gắng nhìn vào những cái điều tích cực hơn của cái thời gian này, và gọi là tập trung học thêm một thứ tiếng mới hay làm thêm những cái gì mới mà các bạn đã luôn luôn muốn làm á, mà chưa có thời gian để làm á, thì hãy tranh thủ thời gian này và làm ngay bây giờ đi. Thời gian sẽ không đợi chúng ta đâu. Và mong rằng mọi người sẽ tận hưởng thời gian thật là tuyệt vời, thật là chill trong căn nhà của chính mình. Giống như Min bây giờ đây, livestream để các bạn cùng xem. Ok, bạn Quang Đồng có comment là bữa nào chị quay video làm bánh cho cả nhà xem đi. À, Min cũng đang định start một cái show nho nhỏ ở trên YouTube. Và maybe là sẽ show cho mọi người thấy là Min ở nhà thì sẽ làm những cái gì. Và maybe món bánh sẽ được Min chọn để làm đầu tiên, hoặc là một bữa cơm rất là mang âm hưởng của Việt Nam chẳng hạn thế. Min sẽ quay thử và sẽ edit cũng như là sẽ up lên YouTube nha. Ok. Và ngày hôm nay để tạo ra một món quà bất ngờ dành cho các bạn khán giả của kênh 11 cũng như là các Miniacs đang xem Radio Live Concert của Min, thì Min sẽ thực hiện một thử thách nhỏ nhỏ, một thử thách mà Min rất là ít khi làm trên livestream, nên là các bạn phải nán lại và xem ngay cái thử thách này nha, để xem là khả năng rap của Min gọi là, thật ra thì Min không biết rap, nhưng mà gọi là tập bập bẹ tự học rap ở nhà vì rất là đam mê cái bộ môn này. Và bây giờ sẽ là một challenge, ekip bạn trợ lý của Min sẽ bật một loạt những bài mà có rap ở trong đó, và Min sẽ phải phải bắt beat và phải rap đúng câu từng chữ ở trong đó, không được sai. Nếu mà Min làm đúng thì Min sẽ là người thắng cuộc ngày hôm nay. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả Min Rap Challenge. Min sẽ không biết là bài nào sẽ được bật, nên là khá là hồi hộp. Challenge bắt đầu. To lên một chút xíu ạ. Yeah. Ok, đây là Bumbaya của Blackpink. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Yeah. Click clap, bada bing, bada boom. Okay, then Nicki Minaj to a bit. This one is with a boy with a boom system. Top down, AC with the cooler system. When I come up in the club, you be blazing up. Gotta stay on deck like you're saving up. And he ill, he real, he might got a deal. He pop, pilot, got a right kind of bill. He go, he dope, he might sell coke. He always in the air, but he never fly coach. He a motherfucking trip, 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 trip. Drip, drip, live, live, that's the kind of dude I was looking for. And yes, you get slapped if you look at her. I said, excuse me, you're a hell of a guy. I mean, my like pelican fly. I mean, you're so shy and love your tie. You like speaking with a guy with a beam on his eye. Yes, I did. Somebody please tell me what the F I is. I am an animation doozer. Back who's up, Jackson doozer. Woo!
nghe bài gì ta? Ok. Chạm lên bờ môi của em đỏ âu, cho chơi tình yêu được cho rõ nhau. Chúng ta hoang dại như là cỏ lâu, bỏ tiền vào bạc chứ không bỏ nhau. Anh sẽ nói cho em nghe những điều mà nó phụ. Anh hy vọng lời ca này vỗ về em trong giấc ngủ. Anh không muốn em biết em vốn không phải là thiếu gia, nhưng ngày về trong đời anh nhất định chạy chiếc hoa. Yeah. Thật sự là những bài hát rất là khó luôn ý. Không biết là Minias và các bạn khán giả kỳ 4 có thuộc bài nhạc trang này không? Đang có rất là nhiều bạn comment là rap hay dữ chị ơi, rap dữ quá chị ơi. Và có người comment là em Phương comment là nói giọng miền Nam nghe buồn cười. Yeah, tại vì là biết sao không hiểu sao Min mà cứ rap bài của anh Đen á thì sẽ tự động là rap sang tiếng miền Nam, dù Min có cố gắng bẻ lại như thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn là quay lại với tiếng miền Nam. Không hiểu tại sao luôn, chắc là bị nghe quen Đen rap á nên là bị nhịu á. Ok thì tạm. Ok, bây giờ sẽ là chuyên mục hôm nay làm gì nhỉ. Quên mất, trước khi mà chúng ta vào bước vào chuyên mục này ấy, thì Min sẽ xin được chia sẻ với mọi người list 5 bài hát mà Min thường nghe trong dịp gần đây nha. Gần đây thì Min rất là hay nghe gì ta, xem nào. Bỗng dưng quên, rất là cô gái rất là hay quên nhá. Nghe ta. À, Min nghe Taylor Swift, bài Endgame của Taylor Swift này. Min nghe một bài hát của Nicki, N-E-K-E. Thì là Loki, tên bài hát là Loki, đúng rồi. Min còn nghe bài của Crush với cả COVID với bà Kohler mang tên là Your Dog Loves You. Yeah. Một bài nữa của Charlie Puth tên là Cheating on You. Bài tiếp theo là bài gì ta để giới thiệu mọi người nghe ta? À, bài My Love của Urban Zakapa. Nữa. Nói chung là năm bài đó là năm bài mà mình rất là hay replay để nghe ở nhà, nên là đây là mình đã chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể cùng tìm và cùng nghe với mình nha. Rồi, tiếp đến tiết mục hôm nay làm gì nhỉ. Chuyên mục này là mình sẽ gợi ý cho các bạn khán giả các hoạt động mà mọi người có thể làm tại nhà của mình trong những lúc mà chúng ta phải cách ly tại gia như thế này. Các bạn có thể tập làm MasterChef, nấu ăn với những công thức sáng tạo và chill ở nhà theo cách riêng của mình, thử chế biến những cái món ăn mới hoặc là thử thách chính bản thân mình. Gần đây có rất là nhiều món trendy như là trứng bồng bềnh này, bánh gato nồi cơm điện này, cà phê bọt biển này. Các bạn có thể tìm cái công thức này ở trên mạng để làm, học theo rất là dễ thôi. Mình chỉ cần gọi là đọc qua thì mình đã biết cách làm luôn rồi, nên mình tin rằng là các bạn sẽ trở thành những người nội trợ đảm đang nhất mùa dịch này giống như mình. Riêng mình thì mình đã bắt đầu sắn tay vào bếp để làm món beef stick bò bít tết ăn kèm với cả salad táo và uống một chút cider như strong bọng. Nấu nướng xong ấy thì mình sẽ kéo bàn ra ngoài ban công. Nhà mình có một cái ban công nhỏ nhỏ ở ngoài á, thì mình sẽ kéo bàn ra đó ngồi và nhâm nhi món đồ ăn cũng như là đồ uống. Nói chung là cảm giác vô cùng là chill, rất là chill, rất là chill hết luôn. Mình cảm thấy là mình cũng là một người nấu ăn không quá tệ. Rất mong rằng là một ngày nào đó có thể tự tay nấu cho Minias ăn, cũng như là các bạn khán giả kênh mình vô nữa. Và như mọi người cũng đã biết là bây giờ chúng ta chỉ có thể ở nhà và không được phép đi ra ngoài đường.
đã có luật được ba như vậy rồi, nên là chính vì thế mà bây giờ đây thì thôi không tặng, không nhắc đến cái đó, mà mình sẽ gửi tặng mọi người ca khúc thứ ba trong ngày hôm nay. Mình đã suy nghĩ xem là ca khúc đó là ca khúc gì. À đúng rồi, có một bản acoustic này, một bài hit của Min từ ngày xưa mà Min đang rất là muốn hát, mà cái đợt livestream trước thì chưa kịp hát. Nhưng mà lần này thì Min nghĩ là một cái dịp tuyệt vời để có thể gửi tặng Mini X một bài hát vô cùng ngọt ngào, một bài hát vô cùng trìu mến, một bài hát vô cùng khiến cho người nghe cảm giác muốn được yêu ngay lập tức, muốn được yêu, muốn yêu một cách nồng cháy luôn á. Đó chính là ca khúc Yêu. Là cùng nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi. Ok, và sau đây sẽ là Yêu gửi tặng mọi người ạ. Tranh thủ chưa hát thì mình sẽ nhâm nhi. Alright, alright. Lãng mạn quá mọi người ơi. Cùng nhau đây. Yêu là cùng nhau trong tay đi dắt con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời. Yêu là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi, dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng vội vã ta vẫn không cách rời, bên nhau suốt đời cùng xây giấc mơ chung đôi. Trong đời, hey.
chính là yêu. Yeah. Trời ơi, thật sự là may mắn là có những cái buổi livestream thế này thì mình mới có cơ hội được hát những cái ca khúc này một lần nữa, chứ bình thường lần này mình cũng không có đi diễn nhiều, không được gặp Minions, cũng không được gặp các bạn khán giả khác, nên là cảm giác ở nhà rất là buồn, rất là buồn, buồn một xíu xíu vì nhớ mọi người thôi, chứ thật ra thì mình cũng là một người khá là dễ enjoy, ý là biết tự là mình vui á, nhưng mà thật sự là không có gì có thể bù đắp lại nỗi nhớ Minions ngay trong lúc này. Và ok, không để mọi người chờ hơn nữa thì mình sẽ tiếp tục với chuyên mục tiếp theo. Một chuyên mục mà sẽ hơi sách vở một chút xíu, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải biết những thông tin rất là bổ ích và rất là cần phải biết này. Đó chính là như mình đã nói là mà có luật không cần thiết mà ra ngoài đường thì sẽ bị phạt tiền. Và hôm qua thì mình đã đọc được những thông tin cụ thể về những trường hợp được cho phép ra ngoài, được cho phép trong thời gian 14 ngày quan trọng này, để mình đọc lại cho mọi người cùng nghe nhá. Những lý do sao thì chúng ta mới được ra khỏi nhà này: một, mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; hai, các trường hợp khẩn cấp như đi bệnh viện, cấp cứu; ba, làm việc tại một số cơ quan được cho phép đi làm như cơ quan nhà nước, ngoại giao; 4. Các nhà máy sản xuất, giao thông, xây dựng, những nơi kinh doanh thiết yếu như thực phẩm, ngân hàng, v.v. 5. Cơ sở giáo dục, y tế và tang lễ. 6. Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa như shipper chẳng hạn, trừ các dịch vụ đưa đón người như xe ôm hoặc taxi. Lưu ý nữa là nếu phải ra ngoài đường thì mọi người nhớ là sẽ phải tuân thủ khoảng cách tối thiểu là bao nhiêu mét ta? Comment cho mình biết đi. Chính là 2 mét, và luôn luôn phải đeo khẩu trang đầy đủ và nhất định là phải rửa tay đó nha. Những bạn nào mà vẫn phải ra đường đi làm thì nhớ đeo khẩu trang và thật là cẩn thận đó nha. Ở nhà đợt này thì mình mới thấy rằng là mình vẫn rất là may mắn vì mình vẫn có cơ hội được ở nhà, có thể làm việc ở tại nhà mà không có bị ảnh hưởng gì quá nhiều. Vì vậy nên là mình cũng mong rằng là tất cả những bạn đang xem buổi livestream này hãy cùng mình, chúng ta thật sự là nghiêm túc chấp hành, vừa là cho chính mình cũng vừa là giúp đỡ khi mà tổ quốc cần, như là giúp đỡ những người xung quanh chúng ta. Và chúng ta ở nhà càng lâu, ở nhà càng nhiều và tuân thủ những cái quy định đó càng chặt chẽ thì chúng ta sẽ càng được ra ngoài đó sớm thôi và càng được có cơ hội gặp được nhau sớm thôi, nên chắc chắn là phải nghe lời mình đó nhá, nhớ nhá. Và xin được cảm ơn khán giả đã theo dõi Radio Live Concert cùng với mình ngày hôm nay. Các bạn ơi, hãy stay safe, stay chill. Và chúng ta hãy cố gắng hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết. Hãy cùng mạnh mẽ lên này, cùng positive này, cùng nghĩ đến những cái điều mà tươi sáng hơn sau khi cái căn bệnh này đã qua. Vừa để giữ an toàn cho chính bản thân mình, cũng như là giữ an toàn cho chính người xung quanh nữa. Và quan trọng nhất là tinh thần các bạn, hãy luôn lạc quan, luôn chill phết như ngày hôm nay. Nếu mà chán có thể bật bài hát lên và hát hoặc là live streaming với các bạn bè. Chung là có rất là nhiều việc để chúng ta làm, thì có thể là trồng một loại cây mới, và well, nếu mà không có ai nói chuyện thì có thể nói chuyện với những cái cây đó chẳng hạn. Nhưng mà nếu lỡ cái cây đó có trả lời bạn á thì nhớ phải báo cáo ngay với bệnh viện nghe chưa. Ok, và mong rằng các bạn sẽ theo dõi sắc số tiếp theo của Radio Live Concert và các hoạt động khác của tôi ở nhà, bạn cũng thế. Chúc các bạn sẽ ở nhà thật là chill. Bye. Bye bye, chào tất cả các bạn.